ngày 27 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, dịch cúng gia cầm H5N1 đã xuất hiện tại một hộ chăn nuôi vịt ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Đây là loại dịch bệnh rất là nguy hiểm bởi chủng virus này có thể lây cho người. Trước đó, một hộ chăn nuôi ở xã Bắc Sơn xuất hiện tình trạng dịch bị chết. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm H5N1. Ngay sau đó, tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản khẩn cấp yêu cầu tất cả các quyện, thành phố thực hiện nghiêm túc đầy đủ các giải pháp phòng dịch cúm H5N1. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tiêm phòng vaccine cúm gia cầm tại xã có dịch và năm xã dùng đệm. Cúm da cầm H5N1 có thể lây sang người qua đường hô hấp, bệnh diễn biến nhanh và có thể dẫn đến tử vong. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh cho người.